Robert Lewandowski, một thẻ 20 toạt tỷ, có vị trí ST là 99, mức lương 22, chiều cao 1m84, cân nặng 80 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 4,5, 4 sao kỹ thuật. Chỉ ở số phận gốc của anh bao gồm cứng như thép, sút xoáy, đánh đầu mạnh, sút và tạt má ngoài, bấm bóng. Điểm qua vị trí ST thì chúng ta thấy Lewandowski mạnh ở như khả năng chọn vị trí, kỹ năng volley, đánh đầu, khả năng rê bóng và giữ bóng, đặc biệt là khả năng dứt điểm cực kỳ lợi hại. Tỷ số tăng tốc và tốc độ là 90 và 94, sức mạnh 96. Ngoài ra sức bật nhảy của Lê Quan là rất tốt, khả năng bình tĩnh cao, có sự quyết đoán. Khi để Lewandowski thi đấu vị trí ST, các bạn để chiến thuật là công 3 thủ 1, xẻ ngách tuyến phòng thủ, đánh chặn thủ thường và chạy chỗ. Lewandowski được xem là người anh cả ở đội tuyển Ba Lan, khi mà cùng với đội tuyển Ba Lan anh đã chạy qua 3 vòng chung kết Euro và 1 vòng chung kết World Cup. Trong chiến dịch Euro 2020 thì Lewandowski đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Ba Lan, cũng như việc hướng tới vòng chung kết World Cup 2022 ở tổ chức ở Qatar. Về phương diện câu lạc bộ thì Lewandowski đã có những năm tháng 99 trong màu áo của Borussia Dortmund, và cùng với câu lạc bộ này giành liên tiếp hai chức vô địch Bundesliga. Sau thời kỳ thi đấu cho Borussia Dortmund thì Lewandowski ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do tới câu lạc bộ Bayern Munich. Và ở hôm sáng Bayern Munich thì Lewandowski đã giành được rất nhiều chức vô địch La Liga, cũng như danh hiệu chiếc giày vàng Bundesliga. Trong in-game thì Lewandowski có một thể hình tương đối lý tưởng, chiều cao của anh là 1m84. Nếu như các bạn yêu thích Lewandowski thì chúng ta đã từng xem anh thi đấu ở như đội tuyển quốc gia Ba Lan hoặc hôm sáng Bayern Munich. Khả năng tì đè và bứt tốc của Lewandowski tương đối tốt, một bộ chỉ số sức mạnh đủ để có thể đánh bại bất kỳ một hậu vệ tối cao nào. Không những giàu sức mạnh, kỹ năng dứt điểm của Lewandowski là rất đa dạng và hoàn hảo khi anh có thể dứt điểm bằng hai chân. Những cú dứt điểm của Lewandowski thì thường có lực sút mạnh như đại bác bắn, có độ xoáy nhất định và luôn gây ra những sự nguy hiểm cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Hiện tại thì Lewandowski đã có tới gần 400 bàn thắng trong cả cấp độ tuyển quốc gia lẫn cấp độ câu lạc bộ. Ngoài khả năng dứt điểm bằng hai chân thì Lewandowski là một trong những ông vua về khung chín và đánh đầu, khi được bổ sung bởi chỉ số ẩn, đánh đầu mạnh và khả năng bật nhảy tốt, giúp cho tiền đạo này luôn có ưu thế trong những pha không chín. Mùa giải 20 Totti bổ sung chính là mùa thiện tốt nhất của Lewandowski, một mùa thiện mà nêu bật được giá trị và sự nguy hiểm của tiền đạo này. 4 sao kỹ thuật giúp Lewandowski có thể thực hiện được skill tương đối mượt mà. Khả năng tì đè của Lewandowski là rất tốt,
năng đỡ bước một bóng bước một và dễ dắt là tương đối tuyệt vời khi mà bóng đi dính chân. Gần như Lewandowski cũng giống như CR7 là một mẫu tiền đạo hoàn hảo. Lối chơi của Lewandowski là tương đối đơn giản và hiệu quả cao. Không quá kỹ viện như những cầu thủ giàu kỹ thuật như Neymar hoặc CR7. Tuy nhiên, ở khâu dứt điểm thì anh là một trong những sát thủ thật sự khiến mọi hàng phòng thủ khiếp sợ. Ngoài kỹ năng sút bóng căng từ xa, Lewandowski có khả năng cứa lòng xuất sắc bóng đi xoáy vào cái đội hiểm, cũng như khả năng bấm bóng tinh tế với những cú lốc bóng qua đầu thủ môn hoặc hậu vệ đội bạn. Ngoài ra kỹ năng volley của Lewandowski rất tốt. Lewandowski vẫn là một trong những tiền đạo duy nhất ở Champions League ghi tới 4 bàn trong một trận bán kết. Đó là 4 bàn thắng vào lưới của Real Madrid. Và thậm chí trong màu áo của Bayern Munich ở những trận đấu của Bundesliga đã có những trận đấu Lewandowski ghi tới hơn 4 bàn thắng một trận. Hiệu suất ghi bàn rất đáng nể đối với bất kỳ một tiền đạo nào. Đặc biệt là ở Ba Lan, một quốc gia không quá phát triển về bóng đá, đã sản sinh ra một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất thế giới là Robert Lewandowski. Khả năng chọn vị trí thông minh cũng như phản ứng linh hoạt giúp Lewandowski luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân. Và anh thực hiện rất tốt nhiệm vụ cũng một tiền đạo, đó là kết liễu đối thủ bằng những tình huống dứt điểm hiểm hóc. Năm nay đã bước sang độ tuổi 32. Tuy nhiên Lewandowski vẫn đang là trụ cột gánh vác đội tuyển quốc gia Ba Lan. Một quốc gia mà có biểu tượng là chú đại bàng trắng. Và thật sự không ngờ rằng khi nói Lewandowski chính là đại bàng đầu đàn, đại bàng thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia Ba Lan. Thì khả năng săn bàn của anh sắc bén như những móng vuốt sắc nhọn của đại bàng trắng. Khả năng giữ bóng của Lewandowski trong những tình huống dễ dắt là tương đối tốt. Với sức mạnh và khả năng tì đè cao giúp Lewandowski luôn chiếm thế thượng phong khi đối đầu với những hậu vệ to con bên phía đối bạn. Mùa giải 20 Totti bổ sung chính là mùa thẻ dành tặng cho các fan của Lewandowski cũng như hùm xám Bayern Munich để các huấn luyện viên có sự chọn một tiền đạo thật sự chất lượng, có khả năng gánh team trên hàng công. Khả năng độc tấu solo Lewandowski cũng là rất tốt. Với khả năng dè dắt bóng dính chân cùng sức mạnh dồi dào, giúp anh có thể tì đè và tông húc xuyên qua cả một rừng hậu vệ của đối phương. Kỹ năng giữ thăng bằng cực tốt và khả năng bình tĩnh cao
là một điểm mạnh của bất kỳ một tiền đạo nào khi đứng trước một tình huống có thể ghi bàn. Pha đánh đầu của Lewandowski bóng đi với lực căng và rất hiểm. Có thể nói rằng trong in-game hiện tại thì Lewandowski là một trong 5 cầu thủ đánh đầu tốt nhất. Ngoài khả năng thi đấu độc lập thì Lewandowski có khả năng phối hợp rất tốt nhờ bộ chỉ số chuyền ngắn, chuyền dài và đặc biệt là kỹ năng sút và tạt má ngoài, năng rất lợi hại khiến cho những cú vẫy má ngoài của tiền đạo này trông rất đẹp mắt và có độ hiệu quả cao. Lewandowski đặc biệt mạnh ở những tình huống QW khi một đường bấm bóng tinh tế của những tiền vệ công sẽ mở toang ra cơ hội cho tiền đạo này băng lên và chọn đúng vị trí để đỡ bóng bước một, sau đó là tạo nên một tình huống có thể ghi bàn. Lối chơi của Lewandowski là phù hợp với tất cả các huấn luyện viên. Bạn thấy là những quy một cú đỡ bóng rất tuyệt vời từ tình huống QW. Và như chúng ta nói, Filippo Inzaghi là một trong những ông vua phá bẫy việt vị thì Lewandowski anh không phá bẫy việt vị mà anh có thể sử dụng bẫy việt vị bằng bộ óc và đôi chân của mình rất tốt. Đó là kỹ năng càn lướt đi lên từ phía sau hàng phòng ngự và dùng sức mạnh để tạo lợi thế cho mình trong những tình huống dứt điểm và ghi bàn. Để chấm cho Lewandowski với tình yêu của mình dành cho đội tuyển quốc gia Ba Lan và là một fan hâm mộ của anh thì tôi sẽ chấm cho anh mức điểm 10 trên 10 ở vị trí ST. Một trong những tiền đạo rất đáng dùng và có thể giúp các bạn gánh team hàng công của mình.